Địch Lệ Nhiệt Ba bị khui bằng chứng không kính nghiệp, lén lút ra nước ngoài sinh con. Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư đã phải nhận vô số gạch đá từ phía dân mạng khi đoạn video cô nàng để trợ lý đi tất hộ bị đăng tải. Đa số đều nhận định nàng tiểu hoa này mắc bệnh ngôi sao, bắt nạt trợ lý. Khi mà việc của Triệu Lộ Tư chưa kịp chìm xuống thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió vì thiếu kính nghiệp. Theo đó mới đây, một đoạn video quay quảng cáo của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được đăng tải. Tuy nhiên ngay lập tức, nhiều người đã tinh ý nhận ra bóng lưng trong đoạn quảng cáo lại không phải nàng mỹ nữ Tân Cương. Cư dân mạng mỉa mai cô nàng không kính nghiệp dù nhận được mức lương cực kỳ cao. Hiện sự việc đang tiếp tục gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Các fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc cô nàng sử dụng thế thân là do phía nhà sản xuất yêu cầu. Dù sở hữu nhân hình cực đẹp, tuy nhiên nàng mỹ nữ Tân Cương dạo này lại quá gầy, dẫn đến xương cánh bướm nhô cao hơn nữa. Việc này có thể không hợp thị hiếu của một số bộ phận khán giả nên đã tiến hành đổi người. Thế nhưng vẫn có rất nhiều dân mạng không đồng ý với lời giải thích này. Năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình tạo ra xu hướng xương cánh bướm trong showbiz Trung Quốc khi bị chụp lại khoảnh khắc xương lưng nhô cao. Cô được công chúng khen có tấm lưng mỹ nữ như thiên sứ giáng trần. Tuy nhiên, trào lưu cổ thiên Nga xương cánh bướm hay vai vuông được đánh giá không lành mạnh. Để có bộ phận cơ thể như trên, các minh tinh phải thật gầy. Điều này truyền tải cái nhìn sai lệch về một thân hình khỏe mạnh tới công chúng. Theo Sohu, bằng chứng là Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu tấm lưng có xương cánh bướm ở giai đoạn nữ diễn viên sụt cân nghiêm trọng. Cô thường xuyên lộ đôi chân gầy như que củi, phần vai gầy trơ xương. Biết là vậy, nhưng nhiều nữ diễn viên vẫn chạy theo xu hướng được dư luận tâng bốc. Vì vậy, các tiêu chuẩn sắc đẹp bị chỉ trích vì đòi hỏi phiến diện về cơ thể phụ nữ với nhiều bài đăng tôn sùng hình ảnh gầy, da trắng và mang các đặc điểm hình thể hiếm có. Theo Sohu, xu hướng thẩm mỹ nói trên không giúp cải thiện cuộc sống, còn tạo ra nguy cơ tổn thương người nổi tiếng và khán giả với sự kỳ vọng ngày càng leo thang, bất chấp hệ lụy có thể xảy ra với sức khỏe. Từ năm 2016, minh tinh Trung Quốc đua nhau thực hiện các thử thách làm đẹp, đo vóc dáng như đặt đồng xu vào xương quai xanh, che toàn bộ eo bằng một tờ giấy A4, chạm tay vào rốn, vòng eo nhỏ bằng chiếc iPad, nâng người yêu bằng một tay, vòng eo truyện tranh để phô diễn vẻ đẹp cơ thể. Những trào lưu này bị chuyên gia y tế chỉ trích bóp méo khái niệm về một cơ thể khỏe mạnh, năng động. Gần đây, nữ diễn viên còn đối mặt với tin đồn mang thai. Được biết trước đó, giới giải trí lan truyền thông tin một sao nữ tuyến đầu ở độ tuổi 30 sẽ sinh con năm 2023. Qua sàng lọc, nhiều người đổ dồn nghi ngờ vào Địch Lệ Nhiệt Ba. 7 tháng nay, cô không tham gia bất cứ đoàn phim nào, thậm chí còn không xuất hiện tại các sự kiện thảm đỏ, dù trước đây rất tích cực góp mặt. Trong những bức ảnh thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn mặc áo rộng, che kín bụng. Một nguồn tin khác cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cho biết chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Khán giả đồn đoán có thể cô lấy cớ ra nước ngoài để âm thầm tìm chỗ an toàn sinh con. Đối mặt với thông tin mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn công ty quản lý không trực tiếp lên tiếng. Tuy nhiên, hôm cuối tuần, nữ diễn viên đăng bức ảnh chụp cơ bụng lên tài khoản mạng xã hội. Rất nhiều khán giả bình phẩm, đây có thể không phải ảnh mới chụp. Khán giả khác nhận định, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng đăng ảnh chứng minh không có bầu, nhưng sau đó lại sinh con với Phùng Thiệu Phong. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là một trong những nữ đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất showbiz hiện nay. Dù chưa có phim táo bạo, song cô nàng vẫn gây ấn tượng qua một số vai diễn như Cao Văn của Người Tình Kim Cương, Phượng Cửu của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Lý Trường Ca ở Trường Ca Hành và gần đây là Kỷ Vân Hòa của Ngự Giao Ký. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tuy nhiên Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nhận xét là không hợp tạo hình cổ trang và có diễn xuất chưa tốt. Đa số dân mạng đều cho rằng nếu muốn lấy lòng công chúng, Địch Lệ Nhiệt Ba cần phải có một bộ phim bạo để bảo chứng tên tuổi.